Clip này em Hào sẽ test thử cái mẫu loa độc quyền tại điện máy 369 đến từ thương hiệu Nanomax nè. Đây là cái mẫu loa Nanomax GT2024 Pro nha. Rồi, quý cô chú anh chị muốn nghe được cái chất âm của mẫu loa này, đeo vào tai nghe vô để cảm nhận nha. Camera rút quét. Rồi quý cô chú anh chị thấy sao khi em Hào mở max volume của mẫu loa điện này mà nó không bị vỡ tiếng luôn nha quý cô chú anh chị. Đó là cái chất lượng cực kỳ là hay đến từ thương hiệu Nanomax. À, quý cô chú anh chị cứ yên tâm mình sử dụng max công suất đi không sao hết trơn. Ở đây á, nó sẽ có thêm là